Thưa quý vị, hiện tại khối đại đoàn kết phía của Hồng Loan đã xuất hiện với trạng không còn gắn kết keo sơn như ngày đầu drama xảy ra vì nó đã kéo dài hơn một năm trời. Đây là tình trạng chung từng xảy ra ở các việc ồn ào trên mạng xã hội chứ không riêng gì trong drama gia tộc Vũ Linh. Trong một năm vừa qua, có một youtuber được cho là có tiếng nói trong câu chuyện Loan Phượng đã bất ngờ tố một nữ facebooker chính là kẻ chủ mưu, đứng sau công kích giật dây những người làm youtuber đang ủng hộ Hồng Loan, quay sang đấu tố thanh trừ và giẫm đạp lẫn nhau. Nam youtuber này cho biết, người đứng sau lưng để Trí Cảnh và các youtuber bêm các youtuber bên Hồng Loan chính là Lộc Vườn Cây. Được biết, nam youtuber này có án treo, từng bảo vệ bên vực Tỉnh Thất Bồng Lai, Động Giả Sư và từng đưa nhiều thông tin sai lệch liên quan đến Đại Nam và bà Nguyễn Phương Hằng. Trong vụ việc drama gia tộc Vũ Linh thì cũng nhờ tài phân tích của nam youtuber này thì facebooker có tên là Trà Hoa Nữ, người đã đóng góp rất nhiều bài viết và các video bảo vệ Hồng Loan, lên án Hồng Phượng và tiết lộ nhiều câu chuyện thầm cùng bí sử trong quá khứ, và ca tụng cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng đã phải rút lui vì chịu quá nhiều áp lực từ những bài phân tích của nam youtuber này sau khi nội bộ không còn đoàn kết và dìm nhau. Thì mới đây chị Ni đã có bài chia sẻ như sau: điềm tĩnh cũng được coi là một thước đo cho sự chín chắn và trưởng thành của con người. Khi tôi quyết định một điều gì đó, tôi luôn suy nghĩ thấu đáo về mọi việc và hành động theo lý trí. Những chiếc ghế trống này, tôi rất mong có luật sư Kha, Trí Cảnh, Thám Tử Cao, chị Trang Vina, cô Thủy Dương, chị Lộc Vườn Cây. Nhưng đó chỉ là khía cạnh cảm xúc của tôi. Nhưng rồi tôi mới phát hiện ra tôi chưa trưởng thành cho lắm. Sau khi bị nam youtuber lên video, thì bên phía nữ facebooker Lộc Vườn Cây đã có bài viết thứ hai đáp trả, gửi Nguyễn Trường Giang, tức facebooker Nguyễn Trường Giang và là chủ kênh YouTube Thám Tử Cao như sau: thân gửi bạn Thám Tử Cao Nguyễn Trường Giang, xem video này tôi không nghĩ đây là một cuộc nói chuyện của một người đàn ông từng mặc sắc phục công an dành cho một bà cán bộ, cả hai đều trên 40 mà cứ ngỡ như là bọn trẻ 4 tuổi. Tôi đã đưa ra hai cách, nhưng bạn không chọn trao đổi riêng, cũng không chọn đưa ra bằng chứng công khai, mà chọn đưa ra câu hỏi nghi vấn rồi bắt tôi phải trả lời, hay thề thốt như bọn trẻ. Hôm 30 Tết, bạn từng làm công an thì phải biết trách nhiệm chứng minh tôi có tội thuộc về phía có tội, chứ không phải có trách nhiệm chứng minh mình vô tội. Nhưng bạn đã hỏi và xung quanh là bà con ủng hộ Hồng Loan, tôi muốn có bầu không khí minh bạch nên tôi sẽ trả lời thẳng thắn. Một, về cáo buộc tôi đứng sau Trí Cảnh và youtuber bêm các youtuber bên Hồng Loan, tôi không quen biết gì Trí Cảnh. Cho tới cách đây vài ngày, tôi an ủi em ấy khi em ấy gặp chuyện. Em ấy cũng cảm ơn tôi công khai một lần duy nhất. Tóm lại, chúng tôi mới quen biết nhau 3-4 ngày, nên không có chuyện tôi đứng sau việc Trí Cảnh làm gì. Tôi không có quen biết cánh youtuber nào nổi tới mức thân thiết và có thể ảnh hưởng để đứng đằng sau việc họ bêm ai đó. Bạn đánh giá tôi cao quá. Bạn đã dùng cách nói đứng sau youtuber bêm youtuber bên Hồng Loan để biến tôi thành người không ủng hộ Hồng Loan sao? Nhưng thực tế, tôi và rất đông youtuber khác bên vực Hồng Loan đều không hề tấn công nhau, luôn thuận nhất, hài hòa, bình thường. 2. Về cáo buộc liên quan tới phản động, là một con người của gia đình tử tế, lao động chân chính, điều duy nhất khiến tôi phải dị ứng là bạn ám chỉ tôi ăn tiền 100 đô la Mỹ của tổ chức phản động nào đó, đề nghị đính chính thông tin sai trái này ngay. Trên Facebook này của tôi có rất nhiều bài về lịch sử vì tôi từng biên tập trên Wiki về các cuộc chiến chống ngoại xâm. Tháng 7 và tháng 8 này tôi có xuất đi Trường Sa do Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức. Năm nào đi Trường Sa cũng có một số Việt kiều cờ vàng. Tôi sẽ không phải là F2 như bạn nói, Trí Cảnh F1 và tôi là F2, mà thành F0 luôn đó. 10 ngày trên tàu, trên đảo sẽ cùng nhau chụp ảnh quay hình hơi bị nhiều, nên khỏi vội vàng quy chụp tôi làm gì. Tôi cũng bị Nguyễn Đăng quay xe từ lâu như các anh chị khác ủng hộ Hồng Loan, và sau đó Nguyễn Đăng xúc phạm tôi công khai nhiều lần trên trang mạng nên vui lòng tách tôi và hắn ra. 3. Vì cáo buộc nói xấu bạn và một số anh chị bạn nêu tên, tôi có nhắc tới bạn một lần trong tin nhắn với Ni và anh Kha, nhắn cho Ni và đã copy nguyên si cho anh Kha để đảm bảo không phải nói xấu sau lưng. Tôi đang tìm anh Kha, xin phép post hội thoại này lên, nhưng chưa liên hệ được. Tin nhắn này tôi cho rằng đó là góp ý xây dựng, vì những lời nói ý đó đưa anh Kha là bạn của bạn chứ không ai xa lạ cả. Nhưng sau tuần giáp Tết thì không cần nói, bạn cũng biết tên của bạn hot nhất Facebook và trong inbox của tôi. Nhưng do bạn đã mở đầu công kích tôi chứ không phải do tôi, ở tầm tuổi của tôi và bạn, ở vị trí như tôi và bạn, và bạn đối diện trước những lời khen chê cũng nên coi là một việc bình thường đi. Khen chê khác với phán xét, quy chụp hai mang, phản động, ăn tiền, mua đồ đen tối. Tôi không làm những việc đó. Cô Thái Dương tôi rất quý,
Trước đây tôi thường qua kênh cô chơi, khỏi lo, tôi nói xấu cô. Còn anh chị khác, nếu họ trực tiếp hỏi tới tôi sẽ trả lời. Còn anh Kha và Sao Kê, chúng tôi sẽ đề cập đến bài sau. Cuối cùng tôi ở cương vị là được giáo dục để không được tham gia mấy chuyện thị phi. Tôi không muốn trở thành mồi cho các kiểu đấu tố cá nhân tương tự như thế này nữa. Còn nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng tôi trong việc lên kênh của bạn, vui lòng đừng để ảnh hưởng tới gia đình tôi. Cảm ơn bạn.